Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 và ngày 26 tháng 3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45% đến 50%. Khu Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết các khu vực đêm 24 tháng 3 và ngày 25 tháng 3, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 28 đến 30 độ C. Phía Nam 30 đến 33 độ C. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.